Xin chào các bạn đến với kênh Nguyễn Minh Đốc nhé. Hôm nay mình cùng yêu nấu món thịt kho trứng các bạn. Đây, nghĩ mình đang làm đây các bạn. Ngày nãy mua bao nhiêu thịt đây? 30. Như đây được rồi ha. Vợ chồng nghèo chơi cưng lắm nè. Hôm nay mình mua món thịt kho trứng nó cắt nhỏ ra nè anh em. Kho trứng mà kho trứng mà kho chị ăn nó cũng ngon đâu, đâu có nước dừa đâu. Hồi nãy quên mua nước dừa ha. Là mình đắp nhỏ xíu thì cũng được, này nấu canh là được mới nấu canh nè. À như đó nấu canh hả? Nó như con miếng vậy. Phèn ơi phèn, con phèn nó quậy như thế nè, bắt nó lại nè. Thôi à, làm đi anh bắt anh giữ con chó lại. Cái cục bự dữ sao mà anh? Nó bự gì là có nước dừa đó. Bự gì mới kho nước dừa nè. Trục vàng của tôi đang làm nè. Giờ tôi ướp nè. Rồi đẹp rồi đó, được rồi đó. Làm đi em. Đẹp mới chịu à. Để cho anh luộc cho. Để luộc trước trước. Để ngập đi. Cũng được. Không bỏ thôi, lại cho mình luộc trước nha. Không, trước nó ngon đó. Không có lộn không có chứ. Đâu có lộn đâu. Rồi luộc đi. Đây giờ trứng chín nè các bạn. Bây giờ mình đổ ra mình đấy mình lột ra mới kho thịt các bạn. Chút bỏ kho thịt chung coi. Thế nè. Đây không cảnh cuộc sống nhà trọ của mình đây, phòng trọ của mình nè các bạn. Mấy em chiên gì em? À nó mất màu à. Anh gì anh lọc trứng nha. Chưa chín thôi. Chín đi. Ở lòng bê. Em xem gì em ban luôn rồi. Đó là em ban luôn rồi đó. Ai mà biết em đổ vô cái xèo này không cho nói em biết. Thôi lột trứng tiếp. Nãy giờ muốn nói lột trứng chưa lột được luôn. Con
có đá nó bay ra ngoài không? Không, có ăn không? Ai biết đâu, phải nó ăn chắc là nó gì đó. Em kêu nó em nó không vậy hả? Em biết nó rồi đó. Không. Kiếm rồi nha. Thôi kệ cho nó đi. Chắc nó chờ bên tuyến rồi đó. Con phèo là nhanh thì đó. Anh chỉ bạn hóa ra. Chất của gỗ này đẹp rồi các bạn. Thắng nước mà bỏ vô. Giờ nó vô nè em. Tiếp. Ăn này rồi đó. Bự không? Không, cũng vậy à. Không, bự. Vậy đó hả? Em giục đồ luôn em. Đi. Mày dính rồi. Hơi dính rồi. Trời ơi, tiếng ngon quá à. Tao lấy cây nước nữa. Nó nào nó ngó em kìa. Nó nào nó ngó kìa. Phen. Ở đó còn bị quýnh bây giờ.
giá bộ rồi, giá bộ nó nuôi đất kìa, giá bộ nó trồng đất kìa, để cho nè, để hoài nào có này không được. Anh đi vô nè. Ủa đi một lần bỏ trứng. Đây, thịt kho trứng, thịt kho hộp vịt, hộp vịt lạc nha các bạn. Dạ tôi bỏ kìa, mà cái mặt trầm thì ghê không. Trứng cút thì nhưng mà ăn là ăn ngon, nhưng mà anh không thích ăn trứng cút sao lắm. Không thích hết cũng, nhưng mà không thích bằng cái này này không hơn. Mình tính tiếp tục lặt rau. Em làm gì em thấy rồi đó nha. Bây giờ vậy mình bỏ hành nha các bạn. Giờ chín rồi, ngon thơm này nè các bạn. Được rồi nè. Nhiều quá không anh? Được. Bỏ hết cũng được, hết đại đi. Xét. Rồi cái sắc bén quá. Cái từ từ chúng tay nha em. Mà em thấy cái tay em không thấy cái hành. Ok. Rồi xong, ngon rồi.
Rồi. Thôi xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Nguyễn Huy Vlog nhé. Đây rồi. Thương lắm nè.